Đang khi nằm đọc Pháp Bửu Đàn, có một khối hào quang bạch sắc bỗng nhiên lại rớt ngay vào mặt. Cả châu thân liền bắt tê rần, như ngặt mình đành phải nằm trân. Muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy, tay chân cũng hết còn đống đầy. Rồi bắt đầu từ ấy mê man, từ trên không có tiếng kêu vang rằng có mẹ đây con khá tình. Ta ngước mặt nhìn lên không cảnh, một lão bà đang đứng trên mây, đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ già nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân. Vẻ mặt tròn da trắng tuyệt trần, môi đỏ sẫm má hương dần dật. Có hai cây hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất giọng ung dung rằng: mẹ đây ơi con sớm thức, tuy muôn năm thân nương lạc quốc, lòng mẹ luôn ở sát bên con. Xưa sau thì nay vậy chẳng mòn, trong lòng mẹ nhớ thương con mày. Mẹ đây con ơi nhớ lại, nhờ lòng thành sớm bái Phật đàn, và thường lo giúp đỡ gần xa, nên mẹ đã sanh qua cực lạc. Mẹ đây con xưa nhà rân rác, tớ gái trai gần chút 50. Con đã không có giả khinh người, khiến ai cũng nức lời khen ngợi. Mẹ đây con xưa con thường nói, người chẳng xem nhân loại thú cầm, phải biết thương biết kính nơi tâm. Giàu nghèo chẳng làm hèn người được, mẹ đây con lời con đã thốt, lúc ấy ai cũng bắt kính thầm. Tư tưởng con khác với thường tâm, rất bình đẳng trong tâm nhận xét. Mẹ đây con anh con là kết, trong sang giàu chẳng mất sang giàu. Thường nói rằng phú quý dường bao, thân khi mất sang giàu cũng mất. Mẹ đây con anh con nhận thức, thân mất thì của mất liền theo. Thế nên lòng chẳng chút đắm đeo, đành vượt ải băng đeo tầm đau.
Mẹ đây con tâm trần củi rau, nên anh con đắc đạo từ lâu. Nay vẫn còn thiền quán sân đầu, hồi con sớm muốn thế nào cũng gặp. Mẹ đấy con riêng con lập bập, đường đạo không quyết lập vào tâm. Kiếp thì tu kiếp bỏ dập bầm, đến nay vẫn còn nằm trong thế. Mẹ đây con nhiều đời con tệ, bị nghiệp lôi vào bể khổ trần. Mang khốn nàng chịu đọa đài thân, mẹ đau xót như dần gan ruột. Mẹ đây con chưa hiểu được, mẹ thương con đến mức nào đâu. Biển kia còn đo được càng sâu, mẹ thương trẻ khó lượng nồi. Mẹ đây con xác trần khi cội, hồn mẹ liền theo dõi Di Đà. Về Tây Phương thân ngữ liên tòa, kể cũng vạn niên qua rồi đây. Mẹ đây con muôn năm qua ấy, mẹ xem như việc mới hôm rồi. Kiếp chúng sanh theo bóng mặt trời, mau lẻ tở như thói đưa nhì. Mẹ đấy con tuy trăm thế kỷ, lòng mẹ đâu quên nghĩ đến con. Thường thấy con bị nghiệp cuốn tròn, khác nào nhõng nằm trong ổ kiên. Mẹ đấy con mẹ luôn ngào nghẹn, tâu Phật xin cho giáng trần ai. Phật rằng duyên ấy phải chờ ngày, đến sớm cũng không tài gỡ nổi. Mẹ đấy con Phật ngài bao đời, mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ. Thấy con nhiều kiếp rồi như tơ, lòng mẹ nóng tờ ở bên lửa. Mẹ đây con đâu có nhớ, muộn năm xưa khi đẻ con ra. Thì mặt con sáng sủa hiển hòa, mẹ mừng đến đổi xa hột nhỏ. Mẹ đấy con liền trong khi đó, mẹ tự dưng nói rõ trong tâm. Đứa con này trái ức muôn năm, mắt mày nó không làm quên được. Mẹ đây con mẹ hay trưởng phước, nên nói chi liền được có ngay. Từ ấy dù về cõi Phật đài, lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ đấy con mẹ là thật mẹ, mặt mũi con khi đẻ trên giường. Lòng mẹ còn nhớ rõ như thường, con khó thấu tình thương của mẹ. Mẹ đấy con muôn năm cách rẻ, mẹ vẫn là người mẹ trung thành.
Lòng thương con không danh khắc canh, mẹ chẳng ngất tâu lên Đức Phật. Mẹ đây con mẹ tâu bao lượt, Phật dẫn rằng đời cuộc trùng lai. Duyên lành kia gặp lại có ngày, chớ để giả ưu hoài cho nhọc. Mẹ đây con do lời Đức Phật, mẹ yên tâm chờ cuộc cái trung phùng. Nhưng mỗi lần thấy trẻ lao lung, gan ruột mẹ vô cùng chua xót. Mẹ đây con việc con mãi mọt, mẹ thấy rành không sót điều nào. Nhiều kiếp con được chức quyền cao, cậy quay thế hiếp bao kẻ yêu. Mẹ đây con nghiệp kia chẳng níu, kiếp kể con lại chịu quanh hành. Bị tù đày bị nhục mà danh, con vợ khổ gia đình tan nát. Mẹ đây con mẹ trong tận mắt, lấy làm đau như chặt như bầm. Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, nghiệp riêng khó thể sang cứu đành. Mẹ đây con trong muôn năm ngắn, con đã sanh lên xuống cõi trần. Mỗi một lần mang một xác thân, tỉnh ra cũng hơn 300 xác. Mẹ đây con xác kia chồng chất, ai trong qua cùng bắt cái rung mình. Và hơn 300 cái gia đình, nước mắt đã đổ bằng sông xuôi. Mẹ đây con vì hoành tử tội, có kiếp con vừa mới sanh ra, mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha. Đã chết chẳng khóc la một tiếng, mẹ đây con có nhiều kiếp chuyện. Nghiệp dắt con đến bên trần ai, vừa trưởng thành vừa đẹp đẻ trai. Bỗng thọ bệnh đôi ngày bỏ màng, mẹ đây con thảm kia vô hạn. Kẻ thương con chưa mãn nơi lòng, nửa chừng con đã bỏ cõi hầm. Mẹ muốn tự tử đi cùng đồng khác. Mẹ đây con vì nhân ở bạc, có kiếp con bị gạt vì tình. Gần điên cuồng gần muốn trầm mình, sự sáng hết gia danh cũng mất. Mẹ đây con từ Tây Phương Phật, thấy con vì tài sắc khổ thân. Mẹ muốn sang kêu lớn lên rằng, con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Mẹ đây con mẹ dù nghĩ thế, Phật rằng tuy con trẻ bị đài, nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày. Không đắm mãi trần ai đâu nhỉ. Mẹ đây con nhiều khi mẹ nghĩ, riêng mẹ an ngôi vị Tây Phương,
còn con đang lăn lóc trần dương, mẹ chỉ thấy buồn hơn mừng rỡ. Mẹ đây con nghĩ suy thế đó, mẹ muốn phương tiện bỏ liên đài để chuyển mình đến cõi trần ai, cứu con sớm khỏi ngày mây mùi. Mẹ đây con ý kia khi tới, Phật liền thân đến gọi ngay rằng: lâm trận không phù hợp cơ căn, dễ đọa kiếp khó tăng tông đức. Mẹ đây con Phật còn gần chắc, giống Phật con đã rất nhiều sâu, sẽ nở ra chẳng mất nơi đâu. Hãy an trí chớ sầu quá lè, mẹ đây con mẹ thương con trẻ, với tình thương cao cả thiên liêng. Nhược bằng thương theo lối trần duyên, có lẽ đã đỏ miền trần hà. Mẹ đây con do tình cao cả, thương giường bao nhớ trẻ giường bao. Nhưng mẹ không vọng niệm trần lao, nghiệp thương chẳng buộc vào mẹ đành. Mẹ đây con nghĩa tình sâu nặng, muốn năm rồi không vắng một ngày. Tuy mẹ ngồi trên cánh sen đài, mà lòng cứ vãng lai bên trẻ. Mẹ đây con tình thương của mẹ, muốn năm rồi vắng vẻ một mình. Chưa được con biết đến mẫu tình, làm cho mẹ thêm phần buồn thôi. Mẹ đây con vì con mê mùi, nên mời không nhớ tới mẹ xưa. Mẹ đáng thương chẳng trách bao giờ, lòng không ngớt đợi chờ con tình. Mẹ đi con xưa con hiền tánh, tiếng mẹ cha biết kính vâng lời. Biết thương anh và biết trọng người, khiến mẹ đã vô hồi thương mến. Mẹ đây con chính con gây đến, anh của con cũng mến thương con. Nên đã nguyện còn nước còn non, thì lòng mến thương con còn mày. Mẹ đây con do lời nguyện ấy, ngày gần đây con thấy anh con, một người anh đạo hạnh vuông tròn, thương con tở hồi còn ở thế. Mẹ đây con qua nhiều thế hệ, anh con luôn mắt để bên con. Con lâm nàng cũng bắt hiếu vong, như mẹ đối với con đấy vậy. Mẹ đây con khối tình thương ấy, riêng anh con ôm lấy non đài, chưa được con hiểu đến mãi mãi. Anh con cũng chưa quay tất già, mẹ đấy con mỗi lần con đòa, lòng mẹ cho đến cả anh con.
quên ngủ ăn ngồi lặng trên non, mắt theo dõi bên con không hờ. Mẹ đây con vì tài nghiệp nợ, có kiếp con từ nhỏ bị đày vào làm tôi tớ kẻ háo tài, bị đánh đập nhiếc xài thấm tệ. Mẹ đây con mẹ trông thấy thế, nước mắt rơi ướt cả đáy vàng, thương con đang khổ ở trần gian, bị lưới nghiệp buốt ràng đòi bừa. Mẹ đây con mẹ thường lụy ứa, thấy con vừa mới rửa nghiệp quan, kế nợ sao liền đã tạo ra, cứ nói mãi mới là thống khổ. Mẹ đây con cũng đã nhiều thuở, con biết lo hối ngộ tu hành, nhưng lòng tham ấy vẫn còn sanh, vì thế bạch nẻo lên cực lạc. Mẹ đây con khi con rơi rác, ruột mẹ đau như các cái từ manh, liền đến tâu Phật rõ sự tình. Phật rằng giống ấy sinh nhiều hột, mẹ đây con nghe lời Phật thốt, mẹ hiểu ngay ý Phật nói rằng, trên bước đường con bị trầm thân, sẽ giúp lâm chúng sanh hướng thiền. Mẹ đây con Phật cho ý kiến, nhờ vậy lòng mẹ khiến hơi an, nhưng lại rồi đến kiếp kế sang, con sanh ở gia đình phú hầu. Mẹ đây con kiếp giàu sang đó, con cứ quanh theo mớ bạc vàng, nào rượu chè thêm lắm hậu nàng, mẹ cứ như thế đi lần đến thác. Mẹ đây con ngồi bên cực lạc, thấy con vì tiền bạc làm mê, phí một đời vào chỗ hiền đây, mẹ tiếc đến tràn trề nước mắt. Mẹ đây con trở treo xeo xác, kiếp giàu sang kia bước đi qua rồi, kế kiếp nghèo nàng bấu đến nơi, vợ lem lúc con thời tới tà. Mẹ đây con trong khi rách rã, nợ đến đòi không hở ngày nào, kẻ thì rằng nhà cửa đem cào, người lại bảo đỡ con vợ trà. Mẹ đây con nợ đòi ra rã, con chạy lo cuốn cả chân lên, ít ngày sau trọng bệnh dưỡng nên, rồi tuyết mãn ở trên giường bình. Mẹ đây con ngồi trên Phật cảnh, tiếng con rên thâu đến bên tai, ruột mẹ đau mắt mẹ chảy dài, than rằng mới sống đây đã chết. Mẹ đây con kể sao cho hết, mọi việc con tạo kết trong đời,
lạnh mẹ vui dữ mẹ buồn vơi, lòng mẹ vốn hệ nơi con trẻ. Mẹ đẩy con mẹ đâu muốn rẻ, muốn gần con luôn xa xác hồn. Nhưng chẳng qua lệnh Đức Thế Tôn, Ngài bảo phải đợi cơn tay ngộ. Mẹ đi con Ngài chờ đợi đó, chính hôm nay nhằm thuở trùng lai. Vậy con mau nhìn thẳng lên mây, có mẹ đứng chờ đây ở trè. Mẹ đây con mẹ là mẹ đẻ, cả thân con ngót đã muôn năm. Mẹ không riêng mẹ của xác thân, còn là mẹ tinh thần con nữa. Mẹ đây con tuy quá muôn thuở, mẹ tưởng như mới bữa nào đây. Lòng mẹ thương con vẫn còn đầy, xưa nay thế từ đây cũng thế. Mẹ đây con từ nơi Phật bể, vì thương con nên mẹ đến đây. Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đây con mẹ xin đại khái, bởi gần ngày thế giới biến thiên. Thế cho nên mẹ xuống trần duyên, trước gặp trẻ sau truyền đạo ngữ. Mẹ đây con chân tình mẫu tử, ngót muôn thu thương nhớ vô cùng. Đến hôm nay mới được trùng phùng, trong lòng mẹ vui mừng tràn ngập. Mẹ đây con mau tỉnh gấp, mẹ mừng con những kiếp gần đây. Hột giống lành đem rải gieo đầy, giúp nhiều kẻ gây trái nên đào. Mẹ đây con sắp ngày biến ảo, lắm người còn hung bạo ngổ ngang. Họ chưa hề biết đến Phật đàn, sẽ chẳng khỏi tiêu tan hồn xác. Mẹ đây con những phường hung ác, lúc mới sanh tâm chất hiền lành. Lớn lên rồi vì nhiễm lợi danh, mới liều lĩnh táo tành tội lỗi. Mẹ đây con sắp ngày thay cõi, hạng ấy nên tìm lối cứu ra. Trong số người ăn ở giải tà, khéo giải bảo sẽ là tỉnh được. Mẹ đây con nhờ duyên kiếp trước, lời của con sẽ được thức người. Vậy con mau kêu gọi khắp nơi, giúp kẻ có duyên hồi tỉnh dậy. Mẹ đây con theo nơi mẹ thấy, con với đời đã rải sâu duyên. Cứu khổ trần con đã lắm nguyền, con khá thật hiện nên ý nguyện. Mẹ đây con đang khi thời biến, vì sanh nhai vì tiếng thân danh. Ai cũng đều nỗ lực cạnh tranh, tội ác mấy cũng không kiêng nề.
Mẹ đấy con đời càng tồi tệ, đau càng nên rộng mở khắp cùng. Dạy hiền lành dạy lẽ hiếu trung, để cảm hóa kẻ lầm gian ác. Mẹ đấy con mê con xôm giác, hầu tình cho kẻ khác đang mê. Cuộc chuyện luân sắp đến cận kề, chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Mẹ đấy con về đâu có dịp, mẹ con ta được hiệp chúng này. Muôn năm qua chỉ có một ngày, ngày ấy chính hôm nay đấy trẻ. Mẹ đấy con hãy nghe lời mẹ, khá mau chớn đổ kẻ gần xa. Bóng quan năm càng thâm thoát qua, thì mạng sống cũng là nhấp nháy. Mẹ đấy con sắp ngày thương hại, vật có hình đều quái chẳng không. Kẻ say xưa chưa tình ngộ lầm, mau đến thức kẻo không tu kịp. Mẹ đấy con hết tan rồi hiệp, vong phế qua đến cuộc hưng bình. Lá vàng rơi cây đọt non xanh, vạn vật cứ thăng trầm như thế. Mẹ đấy con ngay trong cơ thể, mỗi ngày luôn suy phế không ngừng. Người luôn công tầm bổ cho thân, rốt cuộc cũng không cầm giữ được. Mẹ đấy con kia là bọt nước, nổi rồi tan không được dài lâu. Số kiếp người nào khác chi đâu, càng xét đến làm sao không chán. Mẹ đấy con đợi như mây rắn, lẻ giường bao và ngắn giường bao. Xưa đã mau nay lại càng mau, người đủ cách xô nhau xuống quyệt. Mẹ đấy con muôn ngàn thảm thiết, đang nằm sau cái lớp văn minh. Một khi tàn thuốc rất ngúng lên, tai đầy tiếng khóc rên áo nào. Mẹ đấy con của người tác tàu, mỹ lệ bao tinh xảo giường bao. Lông trên mình chiếm trị khác nào, tiếc mây cũng không sao vô sự. Mẹ đấy con tàu không biết giữ, chỉ nuôi gà bên thú hồ ly. Người đua nhau sông lối vô nghì, sông ấy chỉ hiểm nguy bất ổn. Mẹ đấy con dĩ tâm dĩ bồn, tâm an thì khắp chốn đều an. Trái lại như đèn dưới gió đàn, càng mạnh gió đèn càng mau tắt. Mẹ đấy con mau mở mắt, có mẹ đang chờ chực đấy con. Nợ trần gian con trả cho tròn, để cùng mẹ trở chân cực lạc. Mẹ đấy con nhịp cầu đại giác, con mau ra tay bắt cho liền, giúp khách trần qua khúc tử xuyên. Kẻ
nghèo hồn xác trở nên sương mầm. Mẹ đấy con màn trời đã mầm, sống khổ nhiều hơn sống an vui. Do ác tâm xảo trí của người trở lại hại người đời thêm khổ. Mẹ đấy con biết bao nhiêu đồ, mẹ thấy con thọ khổ trần ai. E bước chân con khó nổi quầy, mẹ lo mãi đêm ngày không dứt. Mẹ đấy con đúng như lời Phật, giống lạnh kia đã nứt mộng ra. Mọi việc đời con đã lánh xa, lòng trong trắng ngọc ngà giam vi. Mẹ đấy con riêng lành tâm ý ấy, còn nằm trong lý hẹp hòi. Phải lạnh cho khắp hết muôn loài, như thế mới đúng người từ thiền. Mẹ đấy con bước chân cẩn viện, khá đi ra phổ biến đạo màu. Ngồi một nơi đọc sách bao lâu, cũng không thể rồi câu đạo lý. Mẹ đấy con đừng hồ mì, mở mắt ra nhìn kỹ mẹ đây. Mẹ vì con mới xuống cõi này, con nên sớm làm khuấy lòng mẹ. Mẹ đấy con, mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giấy bài. Vậy con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đấy con người trong hạ giới, đủ hạng người các cõi giáng sanh. Cùng thi tài đấu sức hùng anh, kẻ quá dữ người lành quá lè. Mẹ đấy con hiền lành ít kẻ, còn hạng người hung dữ thì nhiều. Nên khắp nơi thường nhuộm máu điều, thảm vì khổ kể sao cho xiết. Mẹ đấy con ơi có biết, hàng muôn ngàn cánh chết thê lương diễn ra trên khắp nẻo trần dương. Quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con đâu đâu cũng giặt, không vật chi là chắc của mình. Trong đồng khổ trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cảnh hải hùng lớp cả ruộng đồng, có sông rạch mà thông chẳng được. Mẹ đấy con thiếu chi là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặc thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hằng muôn triệu. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua.
mặc kẻ hung ra sức hốt vua, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đây con biết thương dòng dõi, nên mở xiềng chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đấm bào, chặt bề sống nở vào bề lười. Mẹ đây con kể sao hết nổi, cảnh âu sầu khắp cõi người ta. Qua hải hùng quá đổi thiết tha, tiên chó sủa cũng là phách than. Mẹ đây con trong đời nhiều hạn, vì oai danh vì mến bạc đồng. Nỡ giết người hơn giết mũi mồng, tội lỗi có hay không chẳng xét. Mẹ đây con mẹ lòng như thét, thương những người bị giết uổng oan. Chết dễ làm sống khó toan, trách kẻ bạo sao không suy nghĩ. Mẹ đấy con có nhiều thiết nguy, khéo theo thùa dối mỹ lòng người. Làm cho nền phong quá suy đồi, chẳng màng đến những nơi tình cảm. Mẹ đấy con khi người bị cám, sẽ không còn biết cảm mẹ cha. Với anh em bè bạn cũng là, lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đây con hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người. Họ chỉ lo cho họ đấy thôi, họ là kẻ giết người không gom. Mẹ đấy con mau tỉnh sớm, mơ cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tánh chưa ngày an lạc. Mẹ đấy con đang thời hồn xác, biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lành nữa quy. Mẹ đấy con ơi khá nghĩ, người vì câu danh vì lợi quyền mà gây thành đất ngửa trời nghiêng. Đâu ai sống thiên niên để hưởng. Mẹ đấy con người đời lầm tướng, hại được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tợ ngheo cò, để tam giả đứng chờ sau gót. Mẹ đấy con hãy nên thương xót, những kẻ đang say gục mỏng trần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàn qua sải lại muôn lần, rốt cuộc lớp hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con cùng vì lẽ ấy, mẹ mới khuyên con hãy ra đời. Đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu.
Mẹ đây con nhắc đời sớm liệu, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đây con ở trong kiếp trượt, lại nhầm khi cùng rốt cuộc đời. Việc giáo dân khó lắm con ơi, nhưng làm được biển trời so đức. Mẹ đây con nên nỗ lực, tạo cho nhiều công đức kiếp này. Mặc dù thân khổ mây cũng thấy, miệng giúp được gái trai tình ngộ. Mẹ đây con lấy lòng đại độ, vì người đời vui bỏ riêng thân. Ai khen chê gì cũng chẳng cần, cứ một mực lo phần cứu độ. Mẹ đây con nếu không lao khổ, mỗi đạo màu đâu phổ thông xa. Có từ bi hay chẳng cũng là, khi hữu sự người ta mới biết. Mẹ đây con đem lòng thanh khiết, nghi lắng trong đời thì biết hòa quang. Chớ ngồi yên trong một chiếc thoàn, đến rủ xác công ân chẳng có. Mẹ đây con lắng tai nghe rõ, mẹ vì con vì cả chúng sanh, chỉ cho đều đáng bỏ đáng hành. Nên ghi nhớ chớ nên quên làng, mẹ đây con đời con biết chàng. Chẳng say mê chẳng mang vào tâm, ấy giúp con được khỏi lỗi lầm. Mẹ cũng lấy làm mừng cho trẻ. Mẹ đây con chẳng đời một lè, bỏ đời đâu phải kẻ từ bi. Đời còn nhiều nhớ nhấp vết tì, càng gìn giữ để thi thiết đạo. Mẹ đây con những lời Phật giáo, từ lâu xưa chi đâu ngày nay, vẫn là chân lý tuyệt trần ai. Không có thể bẻ bay gì được, mẹ đây con khéo tùy theo cuộc. Đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đau. Mẹ đây con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu. Giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ xác cũng sầu khổ tri. Mẹ đây con khổ chồng muốn lụy, vốn là do tâm ý muốn ham. Vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, mà để phụng sự cái thân phàm đòi bừa. Mẹ đây con thân như hoa lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau.
Có sanh là có tử, coi nào định luật ấy ai đâu tránh được. Mẹ đấy con nghiệp không triền phước, không đầu sanh trong cuộc hồng trần. Tất nhiên là khỏi lão tử thân, mọi sầu khổ cũng không hề có. Mẹ đấy con muốn như thế đó, cần phải lo chứ có lùi thôi. Lầm tham sân si ai dứt rồi, chẳng còn bị luân hồi sao nèo. Mẹ đấy con nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đau niết bàn, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đàn sanh tử. Mẹ đấy con siêu trên phàm sự, tâm trí không ưa lữ não phiền, lúc nào lòng cũng được an nhiên, hết còn bị các duyên chi phối. Mẹ đây con tâm lìa hạ giới, như cả ra khỏi lưới về đồng, mặt ngao du biển rộng mênh mông, đâu còn bị lời danh câu nhừ. Mẹ đây con sự sanh sanh sự, tuy phải lo đối xử không mê. Như khách xong rồi phải trở về, được vậy sẽ đồng quê với Phật. Mẹ đấy con tâm vô nhất vật, ấy là tâm chư Phật đấy con. Nếu như ai theo đó làm tròn, người ấy chính nhục thân Phật đấy. Mẹ đấy con mau nghe lấy lời mẹ vừa bảo đây chớ quên. Khi giảng đài con bước chân lên, tỏ lại khắp đôi bên được biết. Mẹ đấy con làm lành một việc, có sức tiêu tội ác mười điều, gạo một ô làm nở ba niêu, phước lượng bổn năng siêu cũng thế. Mẹ đấy con khó khăn đừng kể, việc nào mà không thể làm nên, có người lên mình có thể lên. Chớ rằng việc Phật tiên khó vui, mẹ đấy con như lời mẹ nói, khó không nào thì mọi việc thành. Con nhớ đem khuyên kẻ tu hành, lấy lời ấy để làm cương mục. Mẹ đấy con kẻ thừa nước đục, thả câu dầm hải bậc hiền lương. Rất có nhiều con khéo tùy phương, để mở rộng con đường Phật giáo. Mẹ đấy con xả thân vì đạo, diệt tử sanh khổ não xem thường. Thuyết từ bi cứ mãi chủ trương, cứ vớt kẻ còn đương trầm nịch. Mẹ đấy con khi xa mù mịt, khoảng trống như khoảng bích đều mờ, kẻ trên sông khó nhận được bờ.
gọi kêu thúc để cho họ biết. Mẹ đấy con thuyền nan một chiếc, nghi năng chở nhiều khách lướt qua sông. Chèo mỗi ngày đừng có nể công, bao nhiêu khách cũng lần đưa hết. Mẹ đấy con ở trong mỏi mệt, có cái gì siêu việc thiêng liêng. Trong âm thầm được đáp lại liền, kẻ tu niệm chớ phiền khổ hành. Mẹ đấy con nếu không mưa lành, cây héo kia lá nhánh đầu tươi. Gặp tay nàng lòng cũng cứ vui, cho rằng nở vừa rồi đã thiếu. Mẹ đấy con ý này nếu hiểu, dù cho ai khuấy nhiều cách nào, cũng không làm cho giả nung nao. Càng tinh thần dồi trao đạo hành, mẹ đấy con kẻ đời tranh cạnh, người đạo đâu nhất định ngồi không. Ngó ngay về dân chúng đại đồng, lo cho họ từ hồn đến xác. Mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc, mới làm nên phước đức đâu ư. Đem công ra hoặc tiếng nhân từ, giúp người cũng là nơi phước đức. Mẹ đấy con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng bằng đức hy sinh. Công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đấy con giúp người cơm nước, ngay giúp cho người được no lòng. Còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn giải thoát. Mẹ đấy con giúp thân an lạc, nhưng tiếc vì thân xác không bền, giúp cho hồn cõi Phật được lên. Linh hồn ấy trường miên khoái lạc, mẹ đấy con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phận hồn. Tất nhiên là công đức cao hơn, chắc như vậy không cần nghĩ ngại. Mẹ đấy con nhưng mà hay cái, tùy sức mình liệu lấy giúp người. Có của thì giúp của cho đời, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đấy con nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy lẽ tu hiền. Công đức ấy vô biên vô lượng, mẹ đấy con giúp mà không tưởng. Giúp một đồng phước lớn mười đồng, đã ra công chẳng lấy làm công. Công mây lớn biển đồng khó sanh, mẹ đấy con cả muốn công hành. Nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa. Chân đạo đức chân nhà bác ai,
Mẹ đấy con bất kỳ mong phải, nếu lấy chân làm đại bổn căn, ấy chính là chánh đạo chân tăng, chẳng còn phải e rằng lầm lạc. Mẹ đấy con lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lầm nghi kỹ người nào cũng khoai. Mẹ đấy con viết làm lời nói, chân thật không ngụy dối điều nào. Nghiệp hoặc đâu lôi cũng trần lao, chỉ một kiếp được vào cõi Phật. Mẹ đấy con nếu chân công đức, nghe lòng từ bi đâu phúc nào rời, lo cho thân ra khỏi bể đời. Và tha thiết cứu người đang khổ, mẹ đấy con chân tu chân đồn. Tu thân và tu cả chúng sanh, độ mình lành độ khắp người lành, thế mới thật tu hành theo Phật. Mẹ đấy con kim thời nhân vật, ít ai đem tình thật đối nhau. Có thể rằng bất kỳ luận người nào, đều lợi dụng lẫn nhau để sống. Mẹ đấy con mẹ càng bi thống, cảnh động sàn di mộng của đời. Cái chơi tình đâu có mấy nơi, vạn sự chỉ ư thoái bạc nén. Mẹ đấy con trong bao có quen, mặc dù lời nói chẳng nhầm chi, cũng có nhiều kẻ giả người quỳ, lội mây cũng đổi đi làm phải. Mẹ đấy con sửa ngay sửa dạy, cũng đều là giữa cái đống tiền. Từ mỹ nhân cho đến tước quyền, đều có thể bị tiền mua chuộc. Mẹ đấy con bị tiền ràng buộc, có mấy ai đâu được tự do. Có cũng lo không cũng âu lo, tiền sai khiến người ta đủ lè. Mẹ đấy con đồng tiền mạnh mẽ, xuôi giết người xuôi kẻ bất hòa. Tiểu can qua hay đại can qua, phần lớn cũng do là tiền bạc. Mẹ đấy con biết bao tội ác, ai nghe qua cũng bắt châu mày, ấy cũng do tiền bạc khiến sai. Từ xưa chi đến nay vẫn thế, mẹ đấy con mẹ mong toàn thể, nên dùng tiền chứ để tiền sai, trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài, đừng vì nó mà gây tội lỗi. Mẹ đấy con tiền là bát bội, nó không trung thành với người nào. Vào trước rồi nó lại ra sau, không ai có thể nào cầm chắc. Mẹ đấy con còn ăn còn mặc, còn sống trong thù tác xa gần.
cố nhiên là tiền bạc phải cần, dù ai cũng thế không tránh khỏi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cần tiền đừng bị gói trong tiền. Làm ra nhiều để tạo phước duyên, chớ dành để hưởng riêng no ấm. Mẹ đấy con nhưng cần suy gẫm, trường hợp nào trong cảnh trạng nào, đôi vấn đề tiền bạc tạo đau, cần phải tạo cách nào chánh lẹ. Mẹ đấy con lợi mình hại kẻ, lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm. Đừng vì lòng ích kỷ tham lam, thấy lợi hốt quên thân phải quay. Mẹ đấy con mẹ phân khi này, mọi việc đều cần lấy đóng tiền. Có tiền ai cũng nể cũng kiêng, vì thế nó có quyền sanh sát. Mẹ đấy con thật ra tiền bạc cũng như loài có rác khác chi. Nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ đấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia, rồi đem lầm bảo thủ say mê, đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đấy con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào, có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con vật mình tạo đó, rồi để cho chúng nó khiến mình gây tội kia lỗi nọ tai đình. Sao lại gọi thông minh được chớ, mẹ đấy con mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời, bận lòng theo tạm vật không rời, vì thế mãi sanh nơi cõi khổ. Mẹ đấy con ở bên tỉnh đầu, đất bằng vàng nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm xinh đẹp nhiễm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Mẹ đấy con Phật ngài khéo hiệp, màu xinh này đến sắc đẹp kia, kết lại thành một cõi liên quê, tuyệt mỹ nói sao cho hết được. Mẹ đấy con nhưng mà khắp nước, cả lúc nào cũng được hòa bình, không ai rằng vật nọ của mình, cũng chẳng có ai tránh ai cả. Mẹ đấy con tuy nhiều báo là, mà không ai có giả tranh giành, ấy là nhờ ai cũng trọn lành, thấy của chẳng lòng sanh tham nhùng. Mẹ đấy con mong rằng khắp chúng, vật nào mà tiếc dũng sắm ra, dù lâu đài phố xá muôn tòa, xem thường chẳng đắm xá bẩn biều. Mẹ đấy con gặp
ai nghèo thiếu liền ra tay vớt kéo ra giùm. Tiền bạc không bị nó làm cầm, lại cũng chẳng đeo đầm nhà cửa. Mẹ đấy con sắm cho nhiều của, riêng vợ con cha mẹ ấm lành. Có thừa đem làm lợi nhân sanh, được như thế tội tình đâu có. Mẹ đấy con làm theo lời đó, vào vườn bao của có vườn bao. Không ai sầu ai oán mãi nào, đêm nằm khói rào sao ngăn trước. Mẹ đấy con làm như vậy được, chẳng mất giàu lại phước có ra. Lúc sống an hưởng sự vinh quang, khi thoát khỏi đỏ xa địa ngục. Mẹ đấy con tầm tiên lánh tục, chẳng gì hơn cõi trước đừng mê. Một lòng nguyện tâm đạo Bồ Đề, trối mặt những danh kề lợi cần. Mẹ đấy con lợi danh nhơ bẩn, to bao nhiêu dù lớn bao nhiêu, thì như là bèo bọt rác rèo, lòng chẳng chút biểu diều theo nó. Mẹ đấy con lợi danh dù có, cũng dần nên xem nó như không. Lợi danh đều hiến chúng đại đồng, riêng mình vẫn lòng không một vật. Mẹ đấy con lấy lòng thành thật, giúp đời không một vật nào từ. Người cũng mình như một thể ư, điều tốt chẳng bao giờ tiếc cả. Mẹ đấy con mẹ chưa yên già, đường con đi còn quá xa xôi. Biết bao nhiêu sông gió dập dồi, é con chẳng dừng nơi tay lai. Mẹ đấy con lấy lòng quan ái, đổ đời dù thân phải cách nào, cũng nên vui đừng có núng nao. Thương người chẳng khác nào mình vậy. Mẹ đấy con dù ai có khuấy, mỗi đau màu vẫn chói khắp nơi. Bằng không thì như mất ánh trời, vạn vật chẳng còn nơi ấm áp. Mẹ đấy con mưa xa nắng táp, càng lâu càng cứng cáp thêm nhiều. Dễ đâu làm cho giả ngã siêu, tầm ba vẫn một màu xanh biếc. Mẹ đấy con dù ai có giết, chỉ hại phần xác thịt thúi hôi. Chớ linh hồn sẵn vị sẵn ngôi, lúc nào cũng an ngồi tự tại. Mẹ đấy con có chỉ kinh hài, xác tạm như là cái bao tay. Lúc không cần thì lột ra ngay, đâu mang mãi đâu hay đau đớn. Mẹ đấy con chết là cái vốn, mới sợ hay không cũng vẫn phải đi. Nên xem thường chứ hoảng hốt gì, tinh thần vẫn quy nghi bình tĩnh. Mẹ đấy con biết thân tạm dình,
chớ vì thân nại tánh bất lương, hãy đem thân tạm ấy làm đường, đỡ chân kẻ còn đương thống khổ. Mẹ đấy con gặp duyên thì đổ qua rồi thôi, chẳng có để lòng cứu đời không mong được nhắc công. Thế mới khỏi bị chồng coi kiếp, mẹ đấy con ai nguy thì tiếp. Ai khốn nàng ra giúp đỡ ngay, tổn công hay tôn của chẳng này, được vậy chỉ một đời đắc đạo. Mẹ đấy con chia cơm xẻ áo, có mấy ai được tháo lòng đâu, vì thế nên cứ mãi âu sầu. Kẻ thừa thải người đâu cũng thiếu, mẹ đấy con kẻ giàu muôn triệu. Người thấy không một điếu trong nhà, chẳng động lòng giúp đỡ năm ba, còn lợi dụng mới là đáng trách. Mẹ đấy con giàu sang kiêu cách, hung hiếp người đói rách nghèo nàn, hay phần đông trong cõi thế gian. Mẹ chẳng ngất buồn than cảnh ấy, mẹ đấy con giàu không biết phải, bị kẻ hờn người lái trách phiền, chừng gặp khi cảnh ngộ bất yên, thân ấy khổ bức nghiêng nào tà. Mẹ đấy con lúc sang sàng quá, đến khi hèn hèn hạ vô cùng, sự nhục vinh trong một khắc chung. Dương tương đó rồi trùng dê đó, mẹ đấy con được thân giàu có. Gặp ai người đói khó hàn vi, nên xót thương chứ dạ khinh khi, hãy giúp họ những gì đang giúp. Mẹ đấy con nếu mình tốt phúc, có thời hơn kẻ khác phận nào, nên khiêm nhường chớ có sức cao, hãy nhân đó để trao việc nghĩa. Mẹ đấy con giống lạnh khá tỉa, có thần nhân chặt chìa quanh thân, dù gặp khi lỡ bước xa chân, không đến đổi ra thân hèn hà. Mẹ đấy con có vai có trả, từ xưa nay nhân quả không lầm. Kẻ đang đi trong giữa rừng lâm, nói sao tiếng dối làm theo vậy. Mẹ đấy con phải thì gặp phải, con quấy là có quỷ trả cho. Đường giữ lành chẳng toan lo, chọn lựa cái thơm tho để lấy. Mẹ đây con khi người biết quấy, nhưng không lòng hối cải tránh xa, chẳng khác nào sống có mập xà. Biết mà vẫn lỗi qua bất kể, mẹ đấy con kẻ mê như thế. Mạng canh kia giường thể tơ treo, sang trở hèn giàu sẽ trở nghèo, nay không gặp mai chiều cũng gặp. Mẹ đấy con có khi ác tập, mà đương thân không gặp hung tai.
ấy năm rồi lúa giữa còn đầy, nay tuy đã nhiều xài chưa hết. Mẹ đấy con, nhưng sau khi chết bước sang đời kế tiếp than hôi. Sự khổ lao suốt cả đời thôi, vốn một phải trả lời năm bài. Mẹ đấy con, thế nên diệt quỷ, cả chúng sanh đều phải răng chừa, dù cho lòng có lắm thích ưa, cũng ráng nhận chớ rờ mo tới. Mẹ đấy con bị oan nghiệp trói, đọa sanh trong ba cõi sáu đường. Thân đã là suốt chịu đau thương, tâm linh cũng bị luôn mờ am. Mẹ đấy con, thân xa vào khám mi khổ giường bao, hắc ám giường bao. Cõi trần ai cũng thế khác nào, muốn nỗi khổ vì bao không hờ. Mẹ đấy con, cũng vì lẽ đó mẹ hằng mong lớn nhỏ gây trai, nở hồng trần ráng trả đừng dây, cho được khỏi đầu thai cõi trượt. Mẹ đấy con, vừa là tu phước và vừa lo khéo đúc huệ tâm, sẽ vượt qua khỏi bể luân trầm, mẹ chắc như vậy không lầm đâu trẻ. Mẹ đấy con, như lời của mẹ, nếu trong đời có kẻ tin theo và thực hành một cách khắn khéo, chắc chắn sẽ được siêu cực lạc. Mẹ đấy con, đời trong gan tất, danh giường bao lợi lộc giường bao, bị nhồi qua một lượng ba đầu, muôn việc chỉ chim bao một giấc. Mẹ đấy con, khắp người quá đất cũng khá suy, rồi dứt nghiệp trần, sớm chiều lo lập chí tu thân. Lanh cõi tạm tìm chân thế giới, mẹ đấy con rồi đây sẽ tới, bảy ngày đêm bạc lối trời trăng. Biết bao nhiêu yêu quái tình chẳng, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Mẹ đấy con, cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đắc thảm sầu, khắp người đều như thế khác đâu. Không ai giúp ai nào được cả, mẹ đấy con bụng đã đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ rau nông. Chồng nhìn vợ khóc ròng mới thầm, mẹ đấy con bảy ngày hắc ám. Khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng phát cuồng cháy khắp làng cùng ngõ. Mẹ đấy con, người đời đâu rõ, cảnh tan thương chỉ có phút giây, đầm khổ khan nước phủ giấy đầy. Sông biển đó rồi cây rừng đó, mẹ đấy con nay tuy giàu có, biết đâu mai mốt nó nghèo nàn. Sự đổi thay trong một khắc gian, chớ bọn xẻng hải toan làm phước.
mẹ đấy con mẹ hằng ao ước khắp chúng sanh sớm được quay đầu. Dù ngày kia cuộc cảnh thảm sầu, nhờ thần Phật phép màu cứu hồ. Mẹ đấy con đời chưa hết khổ, kể từ đây vô số tai ương. Đáng lo âu cảnh máu nhuộm đường, tay đầy tiếng thê lương kêu khóc. Mẹ đấy con cảnh đời tan tóc, từ thị thành đến hốc hang cùng, đâu cũng đều mang gánh quả chung. Khổ với thảm vô cùng ở trẻ, mẹ đấy con nói sao cản lè. Nạn này qua rồi kế nạn kia, ngục trần gian khóa bị mất chìa. Thương sanh chúng nhiều bề khổ nào, mẹ đấy con ngồi trên sen bao, nhìn chúng sanh không ráo hột châu. Từ trẻ thơ cho đến bát đầu, cũng chung chịu một bầu lao ly. Mẹ đây con đài trong tục lụy, khổ suốt đời đâu nghĩ phúc nào. Người sang hèn hoặc kẻ nghèo giàu, đều chịu khổ như nhau tất cả. Mẹ đấy con khổ thân hoảng hoạn, khổ về bề giặc giả thủ hèm. Lòng sợ lo không phúc nào em, nghèo cũng thế có tiền cũng thế. Mẹ đấy con luôn mưu trăm kế, chẳng làm sao thân thể không già. Hoặc bệnh này tật nọ sinh ra, bao nhiêu đó cũng là thấy khổ. Mẹ đấy con của tiền muôn hầu, thân cũng quần lấy thổ khỏi đâu. Mưu làm chi những cái độc sâu, cho kẻ khác chịu sầu chịu khổ. Mẹ đấy con nay gần đến chầu, Đức Ngọc Hoàng bôi sổ loài người. Nếu không làm hiền đức tốt tươi, hồn xác chẳng còn nơi cứu rồi. Mẹ đấy con đời như ổ môi, chừng gặp khi nước dội khỏi bờ, thì chỉ trong giây lát phút giờ, cả thành quách đều xô theo nước. Mẹ đấy con ráng mà tích phước, chớ làm điều bao ngược lung lăng, sẽ thoát qua cuộc đại biến nan, được xem thấy hội hàng tiên Phật. Mẹ đấy con mẹ thương vạn vật, đang sanh trong thế mạt đời cùng. Vui một hai khổ thảm muôn trùng, nhưng ít kẻ để lòng nghĩ tới. Mẹ đấy con bản đồ thế giới, đang nằm trên lũ môi thâm tàn. Con hãy xem chỉ một khắc gian, bản đồ ấy rã tan từ mình. Mẹ đấy con xót thương ba tánh, bị lửa nhà bên cạnh cháy lan. Cả gia đình sự nghiệp tiêu tan, một kẻ trúc muôn ngàn người khổ. Mẹ đấy con xác cây pháo nổ, nó tan ra mảnh nhỏ thế nào.
quả đất này đến lúc tiêu hao cũng như thế khác nào ở trẻ. Mẹ đấy con ghi lời mẹ, vẹt gốc gái tìm kẻ hữu tâm. Chỉ dạy lời đạo lý thâm trầm, mà kéo việc đến không làm sao kịp. Mẹ đấy con chân tu một kiếp, mơ siêu Phật đài thoát nghiệp luân hồi, thường lúc nào cũng được an vui. Không nạn khổ không nơi phiền nào, mẹ đấy con tu là quý bao, nở trần gian càng tạo càng sâu. Sự lợi danh như miếng mồi câu, sai mê nó ngắn thâu sâu kiếp. Mẹ đây con khổ lao trùng điệp, mi nên giúp đời chớ bịp lừa đời. Thay vì tiền phung phí ăn chơi, làm phước thiện cho người nhờ nhoi. Mẹ đấy con thấy ai nghèo đói, lòng cũng nên biết nhói biết đau. Lượng sức mình giúp họ với nào, chớ tiếc của làm màu xa làng. Mẹ đấy con gặp người rách rã, mà không đem lòng giả xót thương. Đến khi mình dương lấy tay ương, sẽ bị kẻ mở đường nói làng. Mẹ đấy con còn nhiều khổ nạn, việc tới lành dự toán sao ra. Đôi với ai cũng lấy hiền hòa, hợp đạo lý cũng là phòng hầu. Mẹ đấy con hẳn con đã thấu, lúc thuận thì cầu cầu ông. Thoáng một khi có việc trái lầm, mày kêu tên tộc chửi không ngại miệng. Mẹ đấy con bình thời lặng tiếng, hữu sự thì kiếm chuyện khó khăn. Người đời nay lòng biết mấy ngăn, phải dè dặt cách ăn thoái ở. Mẹ đấy con hùm béo không sợ, sợ thế gian kẻ ở hay lòng. Khi vì tiền vì muốn lập công, tình thân mấy họ không hề tương. Mẹ đấy con lo thân sung sướng, nỡ làm cho người vướng nạn tay. Sự có thường trong cuộc đời nay, mẹ càng ngắm càng cay đôi mắt. Mẹ đấy con khi thời thế đất, nở xuống tay làm ngặt cô thân. Cũng đang nhiều trên khắp cõi trần, thương hại kẻ tay chân hụt hạt. Mẹ đấy con tiếc cho kẻ ác, xài quá hơn số phước đã dành.
trong nhất thời mất cả liệt oanh, thân ấy khác nào nhành lìa coi. Mẹ đấy con đoàn cân phước tội, trên hai vai của mỗi người đời rất công bằng lắm ớ con ơi, rằng không có là người lầm đây. Mẹ đây con cũng vì lẽ ấy, mẹ muốn cho cả thảy nhân sanh hãy bình tâm chọn lấy điều lành, sang trọng thế rách tanh cùng thế. Mẹ đây con biết chừa biết để, cùng Phật tiên đồng bể khác đâu. Lấy từ bi hai chữ làm đầu, nghiệp quan khỏi và đau khổ kiếp. Mẹ đấy con chúng sanh bị nghiệp lôi kéo vào trong kiếp phù sanh. Nghiệp ấy là việc tạo bất lành, bằng ý tưởng hoặc bằng hành động. Mẹ đấy con giống gieo lên mầm, mạnh thì mau yêu rẫm hơi lâu, hưởng đương đời hoặc đến đời sau đều do nghiệp cạn sâu ra đây. Mẹ đấy con thử mau ăn trái, thử đợi lâu mới nảy bông ra. Giống nghiệp kia cũng thế ấy là, dơ cho chốn bao la không mắt. Mẹ đấy con trâu không ai dắt, mà tự nhiên nó biết về chuồng, bởi mỗi ngày đi lại thường luôn, nên nó đã thuộc quen đường xa. Mẹ đây con thấy đâu còn là nghiệp mây, là do cả thói quen. Quen thấp hèn sanh chôn thấp hèn, lạ đường Phật khó lên cõi Phật. Mẹ đấy con say mê vật chất, phải đi theo đường đất thế gian, lầm không ưa mến cõi niết bàn, thì đâu hướng chân sang đường Phật. Mẹ đấy con đây là tóm tắt, nghiệp lực hay dẫn dắt thế nào. Vậy con ơi ráng liệu làm sao, đừng bị nghiệp trần lao lôi cuốn. Mẹ đấy con lừa cho phải luôn, thân không như rau muôn ơi con. Ráng tìm cho ra lối thương còn, lầm một kiếp khổ luôn nhiều kiếp. Mẹ đây con thân nên uổng tiếc, chớ ném vào những kẹt hôi tanh. Nên hy sinh vào chỗ cao thanh, cho nhân loại hoặc nền trung hiếu. Mẹ đấy con tiếc thân phải điều, chớ cho lòng bẩn biểu nơi thân. Ô bế thoàng dùng để làm chân, không có nghĩa quanh quần theo nó. Mẹ đấy con thân khi cần bỏ, thì bỏ ngay chẳng có dẫn dàng.
noi theo gương Đức Phật Thích Ca mà đồng chỉ tất là đúng đạo. Mẹ đây con thân là quý báu, thân cũng là như thảo như rơm. Khi quý thì quý chẳng gì hơn, lúc rẻ phải rẻ không chỗ sanh. Mẹ đây con đạo thì cố hành, hạnh là hành của tánh từ bi. Lợi cho đời bất luận những gì, sẵn sàng để thi vi không tiếc. Mẹ đấy con đặt trên các việc một trí thần suy xét kỹ càng, sẽ tránh mình khỏi những nghiệp oan, việc không đến dở dang hối hận. Mẹ đây con biết làm bổn phận, không Phật tiên cũng đứng dễ thần, ở phần nào xử vén lấy phần. Đời đạo cứ thế không bãi hoài, mẹ đấy con lợi và điều hay cho linh hồn và cái xác thân. Hiện tại hay là vị lai phần, biết làm đúng biết ngưng cho đúng. Mẹ đấy con điều này đem dùng, mới cho mình và cho chúng khắp nơi, cứu riêng thân và cứu người đời. Sống thảo thuận thác ngồi sen bao, mẹ đấy con vì sao hành đạo? Vì muốn cho dứt nẻo luân hồi, nên mọi điều tối lỗi đành thôi. Làm phước thiện trao dồi trí huệ, mẹ đấy con điều này không kể. Ba tạng kinh dù để nắm lòng, mày cũng chẳng hề đắc quả thành công, chỉ đếm bạc của ông đại phu. Mẹ đây con tâm luôn tự chủ, ngoại cảnh không quyến rũ được lòng, thường được như một tấm gương trong, soi các vật mà không nhiễm vật. Mẹ đây con chủ tâm khi mất, nghĩ khác nào như trong nước không vua. Sự loạn ly nổi cả bốn mùa, cảnh rối khổ bao giờ cho hết. Mẹ đấy con câu rằng cái nết, dù cho đêm đánh chết không chừa. Chuyện xấu xa hãy ráng ngăn ngừa, quen rồi khó làm cho quên được. Mẹ đây con cần quan sát trước, rồi thi hành sao ắt không lầm. Thế nên đừng quên chủ lấy tâm, được vậy sẽ ắt làm nên đầu. Mẹ đây con nhà Phật giáo, phải gìn câu hòa hảo lẫn nhau. Đuốc từ bi đâu cũng rọi vào, dắt những kẻ đang lao trong tôi. Mẹ đấy con với răng là cội, lìa cội rồi bóng trái không sanh. Nếu luật nghi lòng biết chặt dinh, tất sẽ được đắc thành vĩ hòa.
Mẹ đấy con nhớ câu hỷ xà, nên thứ tha chứ già câu mau. Càng ghét nhau càng chuốc thảm sầu, chỉ có hại nào đâu có lời. Mẹ đấy con khá suy nghĩ tới, mang phàm thân ai khỏi vết tì. Kẻ lỗi lầm biết hối cải đi, người ấy đáng nên ghi người tốt. Mẹ đấy con cuộc đời sắp rốt, đạo hạnh cần vua gọt cho thường. Đừng nài chỉ những lúc nắng sương, sẽ kịp đến ngày trương bản ngọc. Mẹ đây con gần ngày thi lọc, sớm khuya nên đạo học cho xin. Ráng làm cho đẹp mặt tổ tiên, tên tuổi được nêu trên thư án. Mẹ đấy con việc trong chớp nhoáng, như màu rơi vào chén nước trong. Tục quá tiên nuôi quá ra sông, con gà hiến giữa trong vàng trăng. Mẹ đấy con đảo màu miếng đằng, ai lời cài tiếng đắng mặt ai. Chữ tu hành cứ vẫn miệt mài, sống phận tớ lòng thầy cũng hà. Mẹ đây con gặp khi tay hòa, hãy cho như viên đá mài dao. Mài có nhiều kim sẽ nên mau, lòng chẳng một mái nào buồn ba. Mẹ đấy con muốn cao đạo hòa, thân phải vui chịu cả khó khăn. Khó sống tâm thì phải làm bằng, khó nhớ lúc khổ nàng đưa lại. Mẹ đây con khó hơn hết thầy, ý tưởng luôn thay mấy không ngừng. Nó tưởng điều nhờ sâu nhiều hơn, chỗ nào nó cũng từng leo tới. Mẹ đấy con thần tiên cảnh giới, ý tưởng này chưa gọi toàn trừ. Có lần vì do sự tương tư, trong nháy mắt ra người phàm tục. Mẹ đấy con khuây lên một phút, hồ mây trong cũng đục lại liền. Trong lòng khi khởi sự đau điên, bao nhiêu trí huệ liền mất hết. Mẹ đấy con gương trong đêm phết, chẳng còn soi thấy mặt phải không. Khi tham sân ái cảm động lòng, trở tâm tôi hết thông dân già. Mẹ đây con hiểu rành đau cả, sợ vọng tâm hơn sợ tu đài. Tụ đài làm khổ một kiếp nay, vọng tâm khổ sau này muôn kiếp. Mẹ đấy con gió luôn liên tiếp, ngọn đèn không dễ đốt phải chăng. Vọng tâm trần cứ mãi xung xăng, trí huệ khó khai thông cho được. Mẹ đây con chỉ nhìn vào nước, mà tự nhiên thấy được ánh trăng. Ấy là do mặt nước phẳng bằng,
nên nó có sức năng hiện vật. Mẹ đấy con người trong cửa Phật phải lấy đấy để thực hành theo. Sáu căn không bị sáu trần đeo, sáu thông sẽ về theo tức khắc. Mẹ đây con ngọc vùi trong đất, khiến trở nên màu sắc lu mờ. Hãy moi ra rửa lớp bùn nhơ, sắc ngọc vẫn sáng như xưa vậy. Mẹ đấy con cái viên ngọc ấy, bụi cát bao bọc lấy bề ngoài, chờ bên trong xưa cũng như nay. Vẫn trong sáng không sai không khác, mẹ đấy con lau xong bụi cát, ngọc sẽ ra sắc ngọc tự nhiên. Khi dứt rồi các mối nghiệp duyên, tâm ấy vẫn hoàn nguyên sáng suốt. Mẹ đấy con rửa dơ mượn nước, ngăn lỗi thì nhờ được giới nghi. Giới nghi lầm không phúc nào ly, đạo quả đắc có chi là khó. Mẹ đây con giới nghi nếu bỏ, như ngựa mà không có dây cương, làm sao dùng khi lạc bước đường, tội lỗi sẽ vấn vương rất dễ. Mẹ đấy con sống trong cõi thế, mọi việc chi cũng dễ nhiễm ô. Phải xét thân mộng quyền hư vô, để thắng phục lòng ưa dục lạc. Mẹ đây con đời vì tạm xác mà tạo ra tội ác phải không? Tạm xác khi hiểu chán nơi lòng, tội ác cũng sẽ không nảy nở. Mẹ đây con muốn thân béo bờ, muốn tình yêu muốn có tiền tài, muốn gì danh chẳng kém thua ai. Thành ra lắm người gây nên tội, mẹ đấy con thoáng qua thấy lời, nhìn kỹ thì có hại phi thường. Chỉ làm cho thỏa kiếp hiện đương, bao nhiêu kiếp sau cam khổ bao. Mẹ đấy con cố tâm hành đạo, nên chẳng thân quyển áo mà tu. Vì cuộc đời như cảnh lao tù, ngày đêm vẫn lo câu giải thoát. Mẹ đấy con biết ngoài quả đất có cõi tên cực lạc Tây Phương. Thân người bằng sen nực mùi hương, không bệnh lão không đường sanh tử. Mẹ đây con cõi kia đủ thứ, muốn vật chi đều có đến ngay. Cõi trần không thể sanh cảnh này, quyết tu để sang ngay cõi ấy. Mẹ đấy con khi qua bên ấy, nhìn lại đời sẽ thấy rùng mình. Ở trong thân của mỗi chúng sanh, đầy dòi tựa hôi tanh khó kể. Mẹ đấy con đã là như thế,
còn tranh nhau đủ kế đủ phương. Tánh xấu xa không thước đi đo lường, rốt rồi cũng thịt xương tan ra. Mẹ đây con không ai thông thà, ai cũng luôn có giả lo âu. Được hay thua đều chẳng sướng đâu, mà ai cũng lo cầu thanh thôi. Mẹ đây con thấy đời giả dối, buồn rồi thương đến đổi rơi châu. Ước rằng ai cũng biết quẩy đầu, để cùng hưởng được câu an lạc. Mẹ đấy con ai người được giác, nên đứng ra dìu dắt kẻ mê. Đồng tâm nhau đường thiện trở về, cho một kiếp sống tài nghiệp bao. Mẹ đấy con cùng nhau biết đầu, ai cùng đều ngây thảo một lòng. Nước Thái Bình dân sẽ thông dông, cõi tục trở nên bồng lai cành. Mẹ đấy con không nhân ngã tánh, lòng tham sân sẽ chẳng nơi sanh. Tham sân không không cuộc tranh giành, được vậy sẽ hòa bình vĩnh viễn. Mẹ đây con tóm ngăn câu chuyện, thế giới này sắp đến đổi dời. Qua sau cơn nước lửa đầy trời, người sống sót là người hiền đức. Mẹ đây con gắng công chi sức, nghĩ lo tu cho qua cuộc bể dâu. Để xem thần tiên trổ phép màu, lập đời mới khắp đâu cũng mời. Mẹ đây con không phao mà nổi, không cánh mà bay tới xa gần. Ấy là người đại thế giới tân, ai cũng vẫn hiền nhân thông thái. Mẹ đấy con ráng mà làm phải, để thần tiên hỏi lại bên mình. Trước là trừ được nạn ôn binh, sao khỏi các cực hình thế thảm. Mẹ đấy con lòng càng nhua nhám, càng cho thân dễ bám trong gai. Chừng qua sầu nam bắc đông tây, khổ ách đến dãy đầy khó trốn. Mẹ đây con phước nhân căn bồn, khi tai nạn nên trốn vào đây. Của tiền đừng bả việc xí xài, nên làm phước dành ngày mai hầu. Mẹ đấy con việc tu được thấu, phước không trao quệ đạo không dồi. Khác nào người ôm giữ cái nồi, gạo thóc chẳng nước nôi cũng chẳng. Mẹ đấy con nồi không ăn đằng, biết không làm việc chẳng hề nên. Tuổi già gần việc thác kế bên, hãy liệu gấp chớ nên bế trề. Mẹ đấy con ơi chớ nề, ráng chịu loan hầu để cứu dân. Cứu được người dù phải mất thân, cũng vui vẻ lòng đừng ngần ngại. Mẹ đấy con đem thân tạm hoài, đưa linh hồn mà đến cõi niết
ban, ấy là chân hạnh phúc vinh quang. Nên sốc sẵn chớ toan lười là. Mẹ đấy con thân mình chẳng xa, quý trọng thân tất cả người đời. Tâm hồn này dễ có mấy người, kẻ có được đất trời cũng này. Mẹ đấy con từng lập thề, cứu chúng sanh khỏi bể luân trầm. Thân dù cho tan nát dập bầm, cũng hoan hỷ không tâm phiền nào. Mẹ đấy con chẳng từ bi đầu, đâu thương người khổ não trong đời. Biết thương người mới cứu giúp người, hy sinh cả cuộc đời chẳng tiếc. Mẹ đấy con tâm hồn siêu việt, con đem giao khắp hết mọi nơi, để cho người chưa tin mong đời có dịp cải sửa nơi hèn ua. Mẹ đấy con lời lành rộng bùa, cho đạo luôn nơi cửa chất người. Ý nguyện con thỏa mãn tốt tươi, Phật cũng được phỉ hồi mong ước. Mẹ đấy con cửa thiền sao trước, danh người là thấy cuộc khổ nhiều. Kẻ từ tâm phải ráng réo kêu, cho lão biết điều đạo đức. Mẹ đấy con những người đã thức, con ráng khuyên họ được thức luôn. Dù khổ lao dù lắm cảnh buồn, cũng ráng nhận cho tròn đạo cả. Mẹ đấy con kẻ chưa hôi quá, họ khác nào như cá ăn câu. Chẳng nhả ra sẽ mắc khỏi đâu, khá khuyên họ hồi đầu hướng thiền. Mẹ đấy con trẻ chơi mê gìn, con cho rằng nguy hiểm hay chăng. Với kẻ ưa tin việc ác gian, sẽ không tránh khỏi đàn khổ bao. Mẹ đấy con nếu không cơm cháu, xác thân không thể bảo sanh tồn. Còn không lòng hướng thiện quý chân, linh hồn tránh khỏi cơn đoài đoa. Mẹ đấy con một lần sanh qua, dễ chuyển luân đến cả muôn lần. Phải ráng tu ngay cái hiện thân, để sao khỏi hẳn phần sanh tử. Mẹ đấy con càng làm hung dữ, càng chịu thêm đa sự nghiệp oan. Nở hồng trần lắm mối buộc ràng, không thể tránh khỏi đàn luân chuyển. Mẹ đấy con hay làm việc thiện, không ai thù ai oán đến mình. Và chẳng cùng ai mắc tội tình, tất nhiên được hồn linh thông thà. Mẹ đấy con sanh nơi trần hạ, muôn người không một kẻ thanh nhàn. Chỉ sống trong có một thời gian, mà phải liệu trăm ban vạn sự. Mẹ đấy con bởi nhiều nghiệp dữ, nên thường mang hung sự nhiều hơn.
Không người nào được vẹn toàn thân, suy nghĩ kỹ phải chăng là khổ. Mẹ đấy con ngồi bên tịnh độ, thấy chúng sanh lớn nhỏ trong đời, chịu khổ lao không phúc nào ngơi. Lòng của mẹ vô hồi đau xót, mẹ đấy con không ai thoát lọt. Lo miếng ăn tâm mặt cho thân, phủ vào nào bè bán ái ân, ngày nào cũng quay quần theo đó. Mẹ đấy con miếng ăn không có, bụng trở nên đói khó vô chừng. Tấm mặt không đủ đắp che thân, thấy lạnh lẽo không dằn run rầy. Mẹ đây con lòng luôn thay mày, hết muốn này kế lại muốn kia. Dù những điều khó được trăm bề, lòng vẫn muốn không hề ngừng nghỉ. Mẹ đấy con mưu thần trước quỷ, lo sao thành như ý đã mong. Tội bao nhiêu cũng thị bằng không, độc ác khác nào trong tầm thuốc. Mẹ đấy con thân mưu lắm cuộc, mà cũng không sống được lâu dài, chỉ làm cho thêm kiếp bào thai, lên cõi tám chịu ngày khổ nào. Mẹ đấy con xét suy chu đầu, tất chán điều gian xảo phần nhiều. Vì nó không khiến kẻ thân yêu, còn số kiếp trôi theo bể khổ. Mẹ đấy con hãy mau tỉnh ngộ, lánh đường ta tìm ngõ chánh chân. Sớm chiều lo làm việc phước nhân, đừng chiều cái tâm trần dốt dầm. Mẹ đấy con cuộc đời đã mong, nên mượn ngay kiếp sống hiện thời, để giúp người ở khắp mọi nơi, những lợi ích khi người thiếu thốn. Mẹ đấy con lấy thân làm vốn, để gây nhiều công lớn đức dày. Nên nguyện tu ngay một kiếp này, cho được đến Phật đài mới thỏa. Mẹ đấy con dù cho nhồi qua, tự nhủ lòng chớ giả núng nao. Càng khổ nhiều đau hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con mỗi khi nguy khôn, mà vẫn vui không nung tim gan. Là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Mẹ đấy con thoải quen khi trước, nay bỏ đi là việc khó khăn. Bỏ được là mới thiệt chân tăng, linh hồn được siêu thăng do đây.
Mẹ đấy con ráng mà nhẫn nại, buồn này qua rồi lại đến vui, chớ bận lòng đến cảnh ngược xuôi. Hạ buồm giữa biển khơi rất ồn, mẹ đấy con mây bay nước cuốn, chớ nó đâu hề đứng một nơi, hết khổ lao rồi đến thảnh thơi. Lời mẹ dạy con ơi nên nhớ, mẹ đấy con gỡ cho xong nợ. Qua kiếp này về ở lạc bang, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, không bệnh lão qua không đàn sanh tử. Mẹ đây con chính từng ngôi thứ, toàn hoa sen có đủ sắc màu, cảnh an vui không sự khổ lao. Ráng tu niệm để mau qua đó, mẹ đấy con nói xa khó rò, viết gần đây nên tỏ con hay, coi ta bà chừng đến sau này, trở lại cảnh bồng lai chẳng khác. Mẹ đấy con những người sắp thác, tự biết liền mang xác vào rừng, ngồi dưới cây rồi tự bỏ thân, đất liền nứt tự chôn lấy xác. Mẹ đấy con tiếc trời luôn mát, người lớn cao gương mặt tốt tươi, hiền lành và luôn nét vui cười, ai đều cũng đầy lời lễ nghĩa. Mẹ đấy con ráng mà trao trìa, làm sao cho được nhẹ tâm hồn, để sau ngày biến đổi càng khôn, được sống sót hưởng phần thượng ấy. Mẹ đấy con chừng tận thế giới, chẳng bao giờ chim thấy rủ lông, các loại cây la úa cũng không, chẳng hề có mũi mồng chăm chích. Mẹ đấy con các loài răng rít, trong miệng không nọc độc như nay, và không còn những loại cây gai, đâu đâu cũng toàn cây hữu dụng. Mẹ đấy con khắp đâu đâu cùng, nước biển sông như nước ao hồ, vẫn trong không lẫn chút bận nhơ, cá vẫn lội không hề khiếp sợ. Mẹ đây con ngày đêm sáng rỡ, có trời trăng thay đổi luôn luôn, người vui không hề thấy cảnh buồn, ai cũng được thân luôn no ấm. Mẹ đây con lúa kia khỏi rầm, tự mọc lên nơi chốn ruộng đồng, khi chín rồi có gió thổi lòng, tự bay thẳng vào trong kho dừa. Mẹ đấy con nhà không đóng cửa, không lo ai dòm ngó của ai, chẳng một người nào bị thiếu xài, của rơi cũng chẳng ai thèm lườm. Mẹ đấy con lòng gian khi tự trong thân lửa đượm cháy ra, trong phút giây là tự tiêu ma, vì thế kẻ xấu xa không có. Mẹ đấy con ráng theo hiền ngọ, để sống cho tới đó mà coi,
ai cũng đều tài phép hẳn hoi, tạo nên một cảnh đời kỳ bi. Mẹ đấy con nhờ câu đạo lý, khỏi tay ương khỏi bị trầm luân, được coi đời màu nhiễm quyền thâm, của tiên Phật lập nên kỳ tơi. Mẹ đấy con sang qua đời mới, mỗi nơi đều có cội long hoa, dưới cội thường có Đức Phật Đà, vì sanh chúng nói ra pháp bảo. Mẹ đấy con nhiều người đắc đạo, có lục thông tử vào bốn phương, nơi Phật Đà rộng mở đạo trường, nói nhiều pháp chưa từng nghe đến. Mẹ đấy con đến đây đang mến, càng mến càng đưa đến đau màu, trải oán không hề bị buộc câu, dầu phải ở bao lâu không chàng. Mẹ đấy con gần ngày phán đoán, khắp nữ nam hải ráng mà tu, đến ngày kia sẽ được đền bù những cực khổ từ lâu đã chịu. Mẹ đấy con đường trần bấn biểu, rốt cuộc là phải liễu theo trần, nát linh hồn nát cả xác thân, điều ấy há lầm không biết tiếc. Mẹ đấy con những khi tận diệt, lửa khác hơn lửa thét thương ngài, không vật nào đương nổi lửa này, vì thế chẳng mấy ai tồn tại. Mẹ đây con nước thường ngày chảy, vật nhẹ thì là nổi phải không? Những ngày kia có cuộc thủy hồng, mà vật nhẹ tớ sợi lông cũng đâm. Mẹ đấy con mùi thiền khi thấm, lửa không thiếu nước chẳng đấm thân, thường có vì hộ pháp lâm thần, đứng sẵn ở bên thân che chở. Mẹ đấy con mắt chừng khi mở, lạ nước non lạ cả đất trời, pháp Phật tiên ngài khéo đổi dời, sự mau lẹ vẫn ngoài tưởng tượng. Mẹ đấy con có vàng muôn lượng, cũng không qua được chốn ấy đâu, chỉ có lòng biết hướng đảo màu mới qua được phía cầu bên ấy. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nào.